Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 13 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Vợ yêu của tổng tài tác giả Việt Tiểu Tây. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phó Hàn Tranh đón Tiểu Đường Đầu từ trường mẫu giáo về nhà, thì trong hòm thư nhận được một văn kiện giấu tên bấm vào xem bên trong là một đoạn video mà nam chính và nữ chính ở trong video anh vốn không xa lạ chính là giàn chiết và mộ vi lan con mắt đen nháy sắc bén lạnh lùng của phó hàn tranh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ toàn thân ướt sũng ở trong video rồi cho mày lại sau khi tan làm mộ vi lan đi gấp gáp như vậy chính là vì đi tìm tên giàn chiết này sao còn không màng đến nguy hiểm nhảy vào trong hồ đi cứu người đàn ông đã từng ruồng bỏ cô sao Nghĩ đến đây, trong lòng phó hàn tranh vô cớ nổi cơn thịnh nộ. Sau khi tiểu đường đậu đặt cặp sách xuống, liền chạy đến bên cạnh phó hàn tranh hỏi, Bố ơi, mộ mộ, bao giờ thì về thế? Phó hàn tranh bảo người giúp việc đưa tiểu đường đậu đi lên tầng chơi. Tiểu đường đậu vừa lên trên, mộ vi lan liền trở về. Toàn thân ướt sũng, mái tóc dài ướt nhẹp, dính vào khuôn mặt. Trông có vẻ vô cùng thê thảm. Cô vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy phó hàn tranh đang vắt chân ngồi trên sofa sắc mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía cô còn đem thêm nhiều bè lạnh lẽo hơn cô đi đâu về thế tôi tôi không cẩn thận nên bị ngã xuống hồ sớm biết cô nên thay bộ quần áo khác trước khi quay lại biệt thự nhà họ phó nhưng thay bộ quần áo khác rồi mới quay lại không phải là càng thêm kỳ lạ sao nhưng bây giờ, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cô của Phó Hàn Tranh vô cùng sắc sảo khiến cho cô không thể lánh thân. Cô ú úp mở mở nói, cái đó người tôi có chút khó chịu, tôi đi tắm rửa trước đã. Nói xong, Mộ Vi Lan định phi lên tầng để đi tắm, nhưng Phó Hàn Tranh ở đằng sau lại lạnh lùng lên tiếng, đứng lại. Cột sống của Mộ Vi Lan cứng đơ lại, đứng yên ở đó, cho đến lúc Phó Hàn Tranh xài đôi chân dài bước đến, Cô không có lời nào muốn giải thích với tôi sao? Không, không có. Anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy làm cái gì chứ? Lẽ nào anh biết cái gì rồi sao? Vốn dĩ tưởng rằng Phó Hàn Tranh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, ai ngờ người đàn ông lại không nói gì nữa, chỉ nặng trĩu mặt tự mình đi vào trong phòng sách. Mộ Vi Lan đứng thẫn thờ ở đó, lẽ nào cô lại chọc tức đến anh rồi sao? Mộ Vi Lan tắm rửa xong, vừa từ phòng tắm bước ra, cả người vừa lắc lư thì bị một lực mạnh mẽ giữ chặt lại. Trong lòng cô bỗng run rẩy, giờ mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt đen nháy đang bùng cháy của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt nhỏ bé của cô nóng lên, không biết là vì nước tắm ban nãy quá nóng hay là vì ánh mắt của anh quá nồng nhiệt. Hơi nóng ở trên mặt cứ lan ra mọi ngóc ngách trên người cô. Anh, anh làm cái gì thế? Đối với ánh mắt sâu lắng chuyên tâm này của anh, Mộ Vi Lan không có một chút lực chống đỡ nào. Kể cả một lần không ngừng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối đừng để hình tượng của anh làm cho mê hoặc. Nhưng lại vẫn là hết lần này đến lần khác, bị anh làm cho say mê, không có lối thoát. Chính là vào giây phút, hứng thú lên đến đỉnh, võ hàn tranh đè cô xuống giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé đang đỏ ửng của cô. Cô đã từng làm với giàn chết mấy lần rồi. Tôi không có. Vừa dứt lời, Võ Hàn Tranh liền dũng mãnh đưa cô vào trong thế giới cơ quan cảm giác có trình độ cao nhất. Trước mắt lóe lên vô số những ánh sáng trắng, giống như là những ánh nắng ban mai. Cô giống như hư thoát, vùi đầu vào trong lồng ngực của Võ Hàn Tranh nửa tình nửa mê. Không biết, đã ngủ bao nhiêu lâu, nhiệt độ của toàn thân mất đi, cô nhắm mắt, sờ vào cạnh giường theo phản xạ, nhưng trống rỗng, Đôi mắt mơ hồ của cô chỉ nhìn thấy Phó Hàn Tranh đứng cạnh giường quay lưng với cô, đang sò thắt lưng của bộ vest. Mộ Vi Lan mờ mờ ảo ảo, nhìn lên trần nhà mới nhận thức được mình lại bị Phó Hàn Tranh cho ngủ. Nhưng cô lại không phải là loại người lo xa nghĩ rộng, càng lười nghĩ đến những tâm sự phiền phức, thậm chí là chuyện này với Phó Hàn Tranh, cô đã từng nghĩ, dù gì thì cũng ngủ một lần là ngủ, ngủ hai lần thì cũng là ngủ ba bốn lần thì đều là ngủ. Ai chịu thiệt còn chưa biết nữa. Chỉ cần xong chuyện, làm tốt biện pháp, đến lúc đó ăn nhịp với nhau, làm sạch quả thận thì quan hệ này cũng gọn gàng sạch sẽ. Sau khi phó hẳn tranh mặc xong quần áo, lấy lại dáng vẻ mũ áo gọn gàng, không giống với bộ dạng mặt người dạ thú khi biểu hiện ở trên giường ban nãy một chút nào. Nhìn thì thấy anh chắc đã tắm rửa rồi, lại thay bộ quần áo vest, giờ này anh vẫn còn phải ra ngoài sao? Mộ Vi Lan theo phản xạ mở miệng hỏi. Anh đi đâu thế? Người đàn ông vẫn quay lưng về phía cô, không quay lại nhìn cô, chỉ lạnh lùng nói. Tôi đi đâu? Hình như không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Mộ Vi Lan co miệng lại. Vừa được ngủ xong, người đàn ông này liền không nhận người rồi sao? Nỗi ấm ức nghẹn lại trong cổ họng, Không lên được, cũng không xuống được, khiến cô vô thức tức giận, vô cùng xấu hổ. Phó Hẳn Tranh không hề quay mặt lại nhìn cô, giờ đôi chân dài bước ra khỏi phòng ngủ không thèm quay đầu lại buổi tối khi thím lan gọi cô dậy ăn cơm một viên lan không có tâm trạng để xuống tầng cứ ôm lấy cái gối bực bội cả một buổi tối trong lòng cứ trách mắng đi trách mắng lại phó hàn tranh vẫn không hề thoải mái trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân đây là lần cuối cùng để phó hàn tranh ngủ cùng với mình có lẽ sau khi phó hàn tranh ngủ với cô xong thái độ quá lạnh nhạt khiến cho Mộ Vi Lan cảm thấy bản thân có chút không được tôn trọng. Rõ ràng biết rằng anh chẳng có ý gì với cô, chỉ là lên giường cùng. Cô vẫn cam tâm tình nguyện, hùa theo ngủ cùng với anh. Càng nghĩ thì càng ấm ức, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Phó Hàn Tranh đáng chết. Cả một đêm, Phó Hàn Tranh đều không quay lại. Mộ Vi Lan cả một buổi tối không thể ngủ ngon. Ngày hôm sau, liền đem theo đôi mắt sưng phủ đỏ ửng đến công ty vừa bước vào văn phòng thì nhìn thấy có mấy người đồng nghiệp nữ đang quay lại bàn tán cái gì đó. Đầu tiên, Mộ Vi Lan cũng không để ý. Đến lúc ngồi vào chỗ của mình, trong điện thoại liền nhảy ra một thông báo. Tổng giám đốc Phó Thị, Phó Hàn Tranh nửa đêm đến quán ba hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng ngôn hoàn. Hai người cử chỉ thân mật, nghi ngờ chuyện đang cập kè. Một bức ảnh mở, ánh sáng tăm tối, nhưng đầu của người đàn ông và người phụ nữ đó lại đang dựa vào nhau, đang thì thầm cái gì đó, động tác vô cùng thân mật, làm kích thích đến hai mắt của Mộ Vi Lan. Trong đầu nổ ầm ầm một tiếng, bùng nổ một trận địa chấn. Vì thế, tối hôm qua, Phó Hàn tranh cả đêm không về là vì hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng đó sao? Hơn nữa, còn vào lúc sau khi ngủ cùng với cô, một cảm giác ghê tởm từ dạ dày truyền đến cổ họng, cô nôn ọe hai tiếng, vội vàng lấy khăn giấy bịt miệng của mình lại ở lồng ngực giống như các loại gia vị trộn lẫn vào với nhau, không tả được là mùi vị gì. Mới sáng sớm, Mộ Vi Lan hoàn toàn không có tâm tư để làm việc. Bản phác thảo vẽ nguệt ngoạc vài nét, vẫn là đặt bút xuống. Cô cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn cưới vô danh trên ngón tay. Cắn chặt môi, giống như chút cơn giận, cô tháo chiếc nhẫn đó ra, rồi vứt lên trên bàn. Tầng 66, tại văn phòng của tổng giám đốc, từ khôn vừa sắp xếp tài liệu cho phó hàn tranh, vừa dè dặt liếc trộm tờ báo đặt bên cạnh. Trên báo, thình lình là bức ảnh phó hàn tranh và ngôi sao nữ nổi tiếng hiện nay, ngôn hoàn, đầu sát bên tay, cử chỉ thân mật. Tuy bức ảnh được làm mờ, ánh sáng tăm tối nhưng cũng đủ khẳng định cặp nam nữ trong bức ảnh chính là phó hàn tranh và ngôn Hoan. Vừa sáng sớm, phó hàn tranh đến công ty, toàn thân bao phủ bởi hơi lạnh, không giống với từ trong nhà đến đi làm vì trên người anh có mùi thuốc lá và mùi nước hoa của phụ nữ. Chắc là ở quán bar bên ngoài cả một đêm sao? Phó Hàn Tranh không phải là kiểu người ham chơi, cũng ít khi đến quán bar Lẽ nào là vì cãi nhau với cô chủ mộ rồi sao? Cái đó... Bót. Cái nhà báo này cũng thật là dám viết. Có cần tôi đi xử lý một chút không? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn tờ báo ở bên cạnh, giọng nói điềm tĩnh trả lời. Không cần. Từ khôn đơ ra, đây là bằng lòng ngầm sao hay là nói chuyện này là thật chứ? nhưng dựa vào những gì anh biết ngôn hoan chẳng phải là hoa đã có chủ rồi sao hơn nữa còn là người phụ nữ trẻ tuổi bót đây là gặm cỏ non sao phó hàn tranh mặt lạnh như băng từ khôn im lặng một hồi lâu do dự có nên đem chuyện mộ vi lan nhảy xuống hồ cứu giàn chiết nói với anh hay không bót buổi chiều hôm qua một đoạn video ghi hình cô mộ nhảy xuống hồ cứu người được người ta đưa lên mạng, lên men cực kỳ lợi hại. Nhưng mà đương nhiên không phải là tin tức tiêu cực gì. Người đàn ông rằn dò ngắn gọn xúc tích, lập tức xóa đi, kéo khỏi bảng tìm kiếm. Từ khôn đơ ra, ngay lập tức gật đầu. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Trong bộ phận thiết kế, sau khi hướng Nam Tây nhận một cuộc điện thoại, liền từ văn phòng đi ra, vỗ vỗ tay, nói với tất cả mọi người. Bên phía phim trường cần tìm một thợ vẽ, trang phục của nữ chính cần thêm vài bộ. Nhưng tìm cả ngày, vẫn không tìm thấy thợ thiết kế trang phục. Bảo phía chúng ta cho một thợ vẽ đến đó, dựa theo yêu cầu của tổ đạo cụ để phát họa ra vài bộ trang phục. Mọi người, ai đi đây? Có mấy người muốn đến phim trường để gặp người nổi tiếng, liền sôi nổi giơ tay muốn đi. Tổng thanh tra, bản thiết kế của tôi vừa mới làm xong, bây giờ đúng lúc không có việc gì làm, chỉ bằng để tôi đi nhé. Tôi cũng muốn đi, Tôi đến phó thị lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được đến phim trường nữa. Ẩm ý một loạt những tiếng nói, cuối cùng ánh mắt của hướng Nam Tây đặt lên người của mộ vi lan, từ đầu đến cuối không có nói câu gì. Sáng sớm cô vừa nhìn thấy tin tức của phó hàn tranh và ngôn hoan, chắc chắn mộ vi lan cũng nhìn thấy rồi. Vài nữ chính đó không phải ai khác mà chính là ngôn hoan. Nếu lúc này cho mộ vi lan tới đó, nói không chừng sẽ làm ẩm ý lên, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua chứ? Mộ Vi Lan, chỉ bằng cô đi đi. Tôi thấy ở trong bộ phận, người nhằn rỗi nhất chính là cô đấy. Cô vừa mới nhận chức không lâu, trong tay một bản thiết kế cũng không có. Chỉ bằng cô đi đi. Mộ Vi Lan không ngờ rằng mình sẽ bị gọi đi. Càng không ngờ rằng chuyện tồi tệ này lại rơi trúng đầu của mình. Chỉ cảm thấy hướng Nam Tây sẽ không tốt bụng như thế, liền chối từ nói. Tổng thanh tra, mọi người có nhiều người muốn đi như vậy, chỉ bằng để bọn họ đi đi. Hướng nam tây lạnh lùng liếc nhìn những đồng nghiệp muốn đi nói, mấy người bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cô đi đi, bây giờ đi. Mộ Vi Lan chỉ có thể dưới ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ của bọn họ, ôm lấy máy tính bước ra khỏi văn phòng, đi đến phim trường. Đến phim trường, có mấy người nổi tiếng quen thuộc đang mặc những bộ đồ cổ trang để chuẩn bị quay phim. Mộ Vi Lan ôm máy tính đi tìm đạo diễn. Đạo diễn, tôi là thợ vẽ trên bộ phận thiết kế. Ồ, cô đợi một chút. Đạo diễn lập tức lên tiếng cắt. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngôn hoan, cô đến đây. Bảo thợ thiết kế đo cho cô. Thợ vẽ bên đó đến rồi. Mau phát họa phần thô để mang đến giường làm. Nếu không thì phần sau phải quay mấy cảnh liền. Trang phục vốn dĩ không kịp đặt làm. Ngôn hoan sao? Nữ chính của bộ phim này là ngôn hoan sao? Mộ Vì Lan vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa bước đến một người phụ nữ trẻ tuổi. Mặc một bộ đồ cổ trang màu tím hoạt bát. Một Vi Lan từng nhìn thấy Ngôn Hoan ở trong điện thoại, nhưng lúc này lại nhìn thấy Ngôn Hoan ở ngoài đời thực, còn bị đem đến chấn động lớn hơn nữa. Vẻ đẹp của Ngôn Hoan khiến cho cô ta rất kinh ngạc: da trắng, môi đỏ, đôi mắt tinh tế, sự dễ thương lại không mất đi vẻ thanh thoát. Gọi cô là nữ thần không hề làm quá một chút nào. Cô đột nhiên hiểu ra, tại sao Hướng Nam Tây muốn cô đến phim trường hướng nam tây chắc chắn là đã nhìn thấy tờ báo sáng nay cố tình bảo cô đến đây để dùng ngôn hoan kích thích cô ngôn hoan bước đến lễ phép chào hỏi mộ vi lan chào chị mộ vi lan gật đầu nói chào cô thợ thiết kế trang phục của tổ đạo cụ cầm thước đo đến đo cho ngôn hoan đạo diễn đang ở bên này miêu tả cho mộ vi lan về hình dáng và chi tiết của trang phục Mộ Vi Lan mở máy tính ra, vừa thiết kế vừa dựa vào màu sắc mà đạo diễn chỉ định lên màu cho trang phục. Đo xong kích thước, Ngôn Hoan liền đi đến, nhìn vào tên được viết trên thẻ nhân viên đeo trên cổ của Mộ Vi Lan, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Chỉ là Mộ Vi Lan sao?" Cô đỡ người ra, dơ mắt nhìn Ngôn Hoan, "Cô cô biết tôi sao?" Được nghe qua từ miệng của Tiểu Đường Đậu, không biết như vậy có được tính là biết không? "Tiểu Đường Đậu sao?" Xem ra tiểu đường đậu rất thân với ngôn hoan. Như vậy xem ra quan hệ của phó hàn tranh với ngôn hoan thực sự rất tốt. Chuyện phó hàn tranh có con gái bên ngoài vẫn luôn luôn không biết. Nhưng ngôn hoan lại biết rõ như vậy. Đồ đề có thể nhìn ra độ tin tưởng phó hàn tranh đối với ngôn hoan. Tiểu đường đậu rất thích chị. Đứa bé này rất đáng thương. Từ nhỏ đã không có mẹ. Chỉ phải đối xử với tiểu đường đậu tốt một chút đấy. Ngôn Hoàn mở chai nước lọc ra, vừa uống nước vừa trò chuyện cùng Mộ Vi Lan. Mộ Vi Lan mím môi, tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với Tiểu Đường Đậu rồi. Tiểu Đường Đậu là con gái ruột của cô, cô chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tiểu Đường Đậu. Ngôn Hoàn nói những lời này, Mộ Vi Lan không rõ dụng ý của cô, chỉ cứ đối mặt với Ngôn Hoan như vậy. Mộ Vi Lan luôn cảm thấy Ngôn Hoan rất hòa nhã, không giống với người phụ nữ sẽ giờ trò giống như hướng Nam Tây. Chỉ là quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh mập mờ như vậy. Hôm qua còn bị Barbara chụp được bức ảnh thân mật. Ngôn hoàn nếu như đã biết tiểu đường đậu rất thích cô, vậy tại sao còn vui vẻ với cô như vậy chứ? Ngôn hoàn không sợ Phó Hàn Tranh sẽ chọn cô sao? Mộ Vi Lan đầu óc hỗn loạn, chỉ nói với ngôn hoan vài câu, liền không có tâm trạng để trò chuyện nữa, chỉ muốn nhanh chóng làm xong bản thiết kế rồi quay về công ty. Ngôn Hoàn chắc chắn là một người phụ nữ có cả ngoại hình và khí chất. Phó Hàn Tranh sẽ đối xử đặc biệt với cô ấy. Mộ Vì Lan cũng không hề bất ngờ. Cô tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại càng lúc càng ghen tị. Bức ảnh Ngôn Hoan thân mật với Phó Hàn Tranh ở quán ba kia cứ phảng phất hiện lên trong đầu của cô, lòng dạ dối bời. Trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, Từ Khôn cẩn thận báo cáo, sợ nói sai một chữ sẽ bị rơi đầu. Bót. Vừa nãy Tổng Thanh Tra Hướng đã sai cô mộ đến phim trường. Cô mộ bây giờ e là đã chạm mặt với cô Ngôn Hoan rồi. Tin đồn của anh với cô Ngôn Hoan sáng nay ở Mỹ lớn như vậy. Cô mộ sợ rằng nhìn thấy cô Ngôn Hoan trong lòng phó hẳn tranh mím môi lại. Tặng hoa đến phim trường. Hả? Cho... cho ai cơ? Trong con mắt sâu đen của người đàn ông lộ ra vẻ tính toán. Tối hôm qua, tôi đã rất vui vẻ với ngôn hoan. Đương nhiên là tặng cho ngôn hoan rồi. Từ khôn lặng lẽ lau mồ hôi. Bót, đây là không sợ to chuyện sao? Mười phút sau, phim trường được mang đến hai bó hoa. Một cái là bó hoa hồng đỏ rực được từ khôn mua bừa ở dưới tòa nhà của phó thị. Một cái là một bó hoa hồng trắng thấm nước được người ship hàng mang đến. Cô ngôn hoan, hoa của cô, mời cô ký nhận. Phim trường bắt đầu có người đùa giỡn. Đại ngôi sao, ngôn của chúng ta, hai bó hoa cơ đấy, hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, cô chọn ai? Từ khôn ngại ngùng sờ lên mũi, cười nói. Cô ngôn, bót của chúng tôi tối hôm qua đã rất vui vẻ với cô, nên muốn tặng hoa cảm ơn cô một chút. Mộ vi lan đang thao tác trên bàn phím, ngón tay bỗng cứng đơ. Tối qua, phó hàn tranh thực sự đã qua đêm với ngôn hoan, hơn nữa còn rất vui vẻ. Phó hàn tranh đáng chết, một kẻ đa tình. Thích một hướng nam tây thì thôi đi, bây giờ lại còn thích ngôn hoan, anh rốt cuộc là yêu ai chứ? trong lòng không biết là tức giận nhiều hơn hay là buồn bã nhiều hơn hoặc là đang thương xót mình sao lại đem lòng thích một người đàn ông chân trong chân ngoài như vậy lồng ngực khó chịu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phim trường bên đó ngôn hoan liếc nhìn mộ vi lan ở bên này ngầm ý mỉm cười lạnh lùng lên tiếng nếu tổng giám đốc phó của các anh có lòng như vậy tôi đương nhiên phải nhận bó hoa hồng đỏ này rồi còn bó hoa hồng trắng kia thì sao ngôn hoan mím đôi môi hồng lại cười Bó hoa hồng trắng này tặng cho tổng giám đốc phó của các anh đấy, coi như là quà đáp lễ. Ngôn hoàn từ trong tay của anh chàng ship hàng, ôm lấy bó hoa hồng trắng đó rồi nhét vào trong lòng của từ khôn. Anh chàng ship hàng vội vàng nói, cô ngôn, anh kỳ nói bó hoa này là dành tặng cho cô, không thể tặng cho người khác. Hoa anh ấy tặng tôi thì là của tôi, tôi tặng cho ai cần phải có sự đồng ý của anh ấy sao? Chuyện này... Từ khôn coi như đã hiểu, Bó hoa hồng trắng này là của kỳ thâm tước tặng Lại trùng hợp như vậy Lúc này phó hàn tranh cũng tặng hòa đến Bây giờ ngôn hoan là lấy bó hoa hồng đỏ Còn bó hoa hồng trắng thì sao đây Mộ vi lan bên này Sau khi nhanh chóng làm xong bản vẽ Liền ôm máy tính rời khỏi phim trường Kết quả chính vào lúc này Một người phụ nữ trung niên Ở trong đoàn diễn cầm một con dao xông đến Hai mắt mộ vi lan trợn to lên theo phản xạ liền đẩy ngôn hoan đang quay lưng lại với người phụ nữ cầm dao kia ra cẩn thận ngôn hoan tôi phải rạch vào khuôn mặt này của cô nếu không phải cô thì chồng của tôi căn bản sẽ không ly hôn với tôi người phụ nữ đó giống như là kẻ điên vùng dao loạn xạ hiện trường một mớ hỗn độn mộ vi lan dùng máy tính ở trong tay chắn lấy con dao nhưng con dao đó không có mắt mạnh mẽ đâm một đường lên cánh tay của cô ngay lập tức máu tươi ồ ạt chảy ra cô mộ tử khôn giơ chân đá bay con dao trên tay của người phụ nữ bảo vệ của phim trường vội vàng chạy đến khống chế người phụ nữ đó lại vết thương trên cánh tay của mộ vi lan rất sâu máu chảy đầy hết cả cánh tay nhìn vào làm người ta khiếp sợ tử khôn lập tức gọi điện thoại cho phó hàn tranh bót cô mộ bị thương rồi anh báo đến đây đi ngôn hoàn từ hiện trường ôm một cuộn giấy đến giúp mộ vi lan thấm máu vết thương quá sâu rồi bắt buộc phải đến bệnh viện trợ lý tử anh mau đưa cô mộ đến bệnh viện đi. Từ khôn đến đỡ mộ vi lan. Cô mộ, cô thế nào rồi? Tôi không sao. Mộ vi lan vừa nãy cũng không biết là làm sao. Và lúc nhìn thấy con dao đâm đến, theo phản xạ, liền đẩy ngôn hoan ra. Cô vốn dĩ muốn né tránh. Nhưng nếu như cô né tránh, thì nhát dao này, chỗ bị thương lúc này không phải là cánh tay của cô, mà là lưng của ngôn hoan. Thậm chí sẽ đâm chúng một bộ phận nào đó của ngôn hoan. Hậu quả không dám nghĩ tới. Phó Hàn Tranh vội vã chạy đến, sau khi nhìn thấy cánh tay của Mộ Vi Lan chảy rất nhiều máu, liền mặt lạnh trách móc, sao lại bị thương như vậy? Ngôn Hoàn giải thích nói, cô Mộ là vì tôi nên mới vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh đã trao mày bế Mộ Vi Lan lên, lạnh lùng dạy bảo cô, ai cho phép cô đỡ dao thay cho người khác thế? Cô thay chi kỷ hồng nhan của cô đỡ một nhát dao mà vẫn còn bị anh mắng, trái tim của anh rốt cuộc là làm từ cái gì thế chứ? Nỗi ấm ức được kìm nén rất lâu, ngay lập tức ùn ùn kéo đến. Một Vi Lan nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm, hai mắt đỏ ửng nói. Anh bỏ tôi xuống, tôi không cần anh phải quan tâm. Anh dựa vào cái gì mà dạy dỗ tôi chứ? Phó Hàn Tranh, anh, cái tên khốn nạn này. Người đàn ông nhắm mắt làm ngơ, ôm cô càng chặt hơn. Nếu cô còn động đậy, máu sẽ chảy ra nhanh hơn đấy. Nếu không muốn mất máu quá nhiều, thì hãy ngoan ngoãn cho tôi một chút. Mộ vi lan hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào anh nhưng lại không dám cử động nữa. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phó Hàn Tranh ôm cô, bước nhanh lên xe. Khi đến bệnh viện, vào lúc mẫu vi lan đang khử trùng vết thương, đào đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Canh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó bị một vũng máu tươi nhuộm đỏ. Những người nhìn vào cũng tê tái cả đầu óc. Mẫu vi lan nắm chặt lấy bộ quần áo của anh, vô cùng đau đớn. Phó Hàn Tranh trao mày, không kìm được mà phải quát mắng người bác sĩ đang khử trùng vết thương một tiếng. Nhẹ tay một chút. Người bác sĩ đó bị mắng rất là vô tội. Này anh, tôi đã làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Nếu còn nhẹ nữa thì sẽ không khử trùng được sạch sẽ đâu. Nếu không anh đến xử lý vết thương cho cô ấy đi. Phó Hàn Tranh mặt nặng chiếu, mí môi lại, không nói gì thêm. Giờ tay nắm chặt lấy vai của mộ vi lan, nhìn thấy cô rơi nước mắt, liền đưa tay ra, lau nước mắt cho cô. Hà thấp giọng nói Cố gắng nhẫn nhịn một chút Nhưng cô không phải khóc vì đau Mà khóc vì buồn Chỉ là mượn cơ hội bị thương chảy máu Quang Minh chính đại khóc to một trận mà thôi Đợi bác sĩ băng vết thương cho cô xong Dặn dò nói Không sao rồi Đợi chút nữa sẽ kê thuốc tiêu viêm Và thuốc dùng ngoài da cho cô Mấy ngày này đừng có để tay chạm vào nước Nếu không thì sẽ dễ bị viêm Cũng đừng có dùng cánh tay này làm việc Vết thương sẽ dễ bị hở ra Quay về điều trị Cẩn thận một chút là được rồi Phó Hàn Tranh ôm cô lên Đi ra khỏi phòng khử trùng Sau khi ra khỏi phòng khử trùng Mộ Vi Lan bắt đầu vùng vẫy Anh thả tôi xuống tôi tự đi được Người đàn ông cúi đầu cảnh cáo cô một câu Đừng có động đậy Vết thương bị hở ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu Mộ Vi Lan tức giận nói Tôi có động đậy hay không Anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm Con mắt đen nháy của Phó Hàn Tranh bỗng chiếu xuống, trong lòng nổi lên một ngọn lửa hôm qua nhảy xuống hồ cứu người hôm nay chắn dao giúp người khác mộ vi lan sao tôi lại không nhìn ra cô vĩ đại như thế chứ chuyện hôm qua cô nhảy xuống hồ cứu giàn chiết anh đã biết rồi sao anh đây là ngữ khí gì mà toàn thấy mỉa mai cô cắn môi nói hôm nay người tôi cứu là tình nhân của anh đấy anh không cảm ơn tôi thì thôi lại còn chế giễu tôi phó hẳn tranh rốt cuộc anh có lương tâm hay không hả tôi không bảo cô phải cứu cô ta Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Mẫu vì Lan vô cùng tức giận lại rất ấm ức. Anh nổi giận cái gì? Nếu không phải tôi thì bây giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện sẽ chính là ngôn hoan đấy. Anh hung dữ như vậy. Giống như là cô đã làm sai chuyện gì to tác vào hôm qua. Cô càng nghĩ thì càng tức giận. Nước mắt cứ thế tuôn rời. Bốn con mắt nhìn nhau một hồi lâu. Nước mắt của cô càng lúc càng rơi nhiều. Đôi mắt ngấn lệ nhìn phó hàn tranh vô cùng phiền phức nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ đành đặt cô ngồi lên trên chiếc ghế dài ở lối đi của bệnh viện. Hạ mình ngồi xuống, nửa quỳ xuống trước mặt cô. Vừa giơ tay lau nước mắt cho cô, vừa kiên nhẫn lại. Thả nhẹ giọng nói, hạ thấp giọng hỏi. Có đau không? Màu vi lan khóc như là một đứa trẻ. Vết thương sâu như vậy, chảy nhiều báo như thế, sao có thể không đau được chứ? Đau, đau chết đi được. Trong ngữ khí nghẹn ngào đó, tuy là giận dỗi, nhưng lại đem theo vẻ yếu đuối giống như là nũng nịu vậy. Phó Hàn Tranh vuốt ve vào cái vết thương được băng bó bằng một tấm bọc màu trắng đó, rồi nhẹ giọng giải thích. Đêm qua, tôi với Ngôn Hoan không có làm gì cả. Hôm qua, anh cũng đã qua đêm rất vui vẻ với Ngôn Hoan rồi. Anh và Ngôn Hoan vẫn chưa quan hệ sao? Lẽ nào đàn ông đều như vậy, miệng nói một đằng, sau lưng lại là một nẻo sao? Bức ảnh anh và Ngôn Hoan thân mật ở quán ba ngày hôm qua, cả cái Bắc Thành này đều biết rồi. Phó Hàn Tranh coi cô là kẻ ngốc hay là kẻ mù mà còn nghe thẳng nói anh chưa hề quan hệ với ngôn hoan chưa? Đôi mắt đèn nháy bóc lửa của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào cô, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, ngầm ý chậm rãi lên tiếng. Hôm qua tôi với ngôn hoan quả thực rất vui vẻ. Anh vô lại lưu manh khốn nạn. Mộ vì làn tức giận muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Phó Hàn Tranh nhanh hơn một bước chặn lại, ôm cô vào trong lòng. Người đàn ông cúi người ghé đến bên tai cô cười hỏi. Cô rất tức giận sao? Nhìn thấy bộ dạng sư tử nhỏ dựng lông này của cô, trong lòng phó hàn tranh lại cảm thấy rất vui. Ảnh với ngôn hoàn vui vẻ như vậy, thì còn ôm tôi làm cái gì? Bỏ tôi ra, phó hàn tranh! Người ở trong lòng liều mạng vùng vẫy, không cẩn thận, chạm phải vết thương trên cánh tay, đau đến nỗi mặt nhăn nhúm lại, nước mắt cũng tuôn rời. Phó hàn tranh cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên môi của cô, hạ thấp giọng nói từng câu từng chữ. Hôm qua, tôi với Ngôn Hoan quả thực rất vui vẻ, nhưng chỉ dừng ở việc uống rượu. Lục chạm, cô biết cậu ấy cũng ở đấy. màu vi Lan bỗng dưng đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra. Bọn họ vẫn đang ở bệnh viện, dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vừa nãy cứ như vậy mà hôn cô sao? Cô theo phản xạ, đưa tay ra, sờ lên đôi môi bị anh hôn. Anh vừa nãy rõ ràng là qua loa hôn cô, nhưng nhiệt độ trên môi cô lại cực kỳ nóng, như bị thiêu đốt vậy. Nóng đến nỗi làn ra khắp cổ. Phó Hàn Tranh lại giơ tay sờ lên chán cô, cười nói, ngoài cánh tay bị thương ra, lẽ nào còn bị sốt sao? Mộ vi lan đỏ mặt, vừa hất tay anh ra, vừa khó chịu lầm bẩm Tôi không hề bị sốt. Phó Hàn Tranh dịu dàng chăm chú nhìn cô, Mộ vi lan bỗng đơ ra, có hẳn tranh trước giờ lạnh lùng Lúc nhìn người ta đến cả ánh mắt cũng lạnh lẽo Chỉ là lúc này lại ấm áp đến kỳ lạ Khiến cho cô bị đắm chìm trong một khoảnh khắc Trong tim giống như có vô số con nai nhỏ đang đâm vào Bước lên xe, Mộ Vi Lan ngồi trên ghế vụ lái Bứt rứt cả một quãng đường Nhìn thấy sắp đến phó thị Cô mới mở miệng hỏi Vì vậy tối hôm qua Ở cạnh ngôn hoan không chỉ có anh Mà còn có cả giám đốc lục sao là do tôi giải thích không đủ rõ Hay là khả năng hiểu của cô không đủ vậy Phó Hàn Tranh nghiền ngẫm liếc nhìn cô Nhưng mà nếu như chỉ là uống rượu Thì bọn họ dựa đầu vào nhau như thế để làm gì chứ Mộ Vì Lan nghĩ đến bức ảnh đó Liền khó chịu cho mày lại Uống rượu thì uống rượu Nhưng có nhất thiết phải đứng sát nhau như thế không Giọng điều này của cô Lại có một chút thái độ của bà Hoàng Phó Hàn Tranh mím môi lại Quán ba quá ồn Không đứng gần một chút Thì sao mà nghe rõ được chứ ngư khí làm ra vẻ điềm đạm bình tĩnh giống như cảm thấy điều này chẳng đáng gì mộ vi lan tức giận ngồi sang một bên nhưng cho dù là như vậy cũng vẫn sẽ không thay đổi được chuyện ngôn hoàn là chi kỳ hồng nhan của phó hàn tranh nếu như không phải chi kỳ hồng nhan thì đêm hôm còn chạy đến quán bar uống rượu làm cái gì lại còn thân mật như thế mộ vi lan mới không tin phó hàn tranh là loại người đứng đắn như thế anh rõ ràng chính là cái loại người mọi lúc mọi nơi đều phát tiết dục vọng. Cô muốn hỏi thêm gì đó, nhưng suy nghĩ lại, mình lại không phải là gì của anh. Bọn họ cùng lắm chỉ là cái quan hệ ngủ cùng nhau vài lần, còn không cẩn thận, lỡ có con, thân mật nhưng lại mâu thuẫn đến cực kỳ xa lạ. Bởi vì giữa bọn họ, vốn dĩ không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Nghĩ như vậy, Mộ Vi Lan cũng không hỏi gì nữa mà phó hàn tranh đang lái xe ở bên cạnh đột nhiên phát hiện người phụ nữ này mỗi khi ghen dáng vẻ cũng rất đáng yêu anh không thích phụ nữ ghen tuông trước khi anh gặp mộ vi lan những người phụ nữ ở xung quanh anh đều là những người phụ nữ có nguyên tắc biết được lúc nào nên ghen tuông cũng biết kiềm chế biết rút lui nhưng mộ vi lan lại hoàn toàn không giống như vậy không biết rút lui cũng chẳng có nguyên tắc gì càng không phải là kiểu dịu dàng hiền hậu bản thân cô còn e là một đứa trẻ thì sao có thể làm tốt vai trò người mẹ của tiểu đường đậu được chứ? Chỉ là người phụ nữ này ngày càng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Phó Hàn Tranh tạm thời không hiểu đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vào lúc chiếc xe Spiker màu đen lái xuống hầm để xe của Phó Thị thì điện thoại của Phó Hàn Tranh bỗng reo lên. Màu vi lan liếc nhìn, nghe máy một cách tự nhiên không hề trốn tránh. Ngôn hoàn ở đầu bên kia hỏi, Cổ mộ sao rồi, vết thương có nghiêm trọng không? có rất tốt chỉ là cánh tay bị đâm chảy chút máu cũng không có gì nghiêm trọng vậy thì tốt màu vi lan buông thõng cánh tay đang bị thương xuống mở cửa xe đi vào trong thang máy phó hàn tranh bước xuống xe đuổi theo giờ tay nắm chặt cánh tay không bị thương của cô hôm nay cô làm việc mà bị thương tôi cho cô nghỉ buổi chiều hay là bỏ đi tổng thanh tra hướng tôi sẽ liên lạc với bên tổng thanh tra hướng Mộ Vi Lan mím môi, cánh tay thật sự rất đau đớn, lúc này cũng thực sự không muốn quay lại làm việc nữa. Vậy bây giờ tôi có thể về nhà không? Phó Hàn Tranh vẫn không thả cô ra. Không thể. Mộ Vi Lan cong môi, chẳng phải anh nói để tôi nghỉ ngơi sao? Vậy tôi không về nhà thì đi đâu để nghỉ ngơi đây? Đến văn phòng của tôi. Tôi không đi. Mộ Vi Lan quay người muốn rời đi, Phó Hàn Tranh liền ôm cô lên, rồi đôi chân dài vững chắc bước vào trong thang máy chuyên dụng. Người đàn ông này sao lại bá đạo như vậy chứ? Đến văn phòng, Phó Hàn Tranh đặt Mộ Vi Lan lên sofa. Mộ Vi Lan vừa tìm được chỗ nằm thoải mái trên sofa thì chuông điện thoại reo lên. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh và cô đồng thời đặt lên trên cái tên gọi đến. Cô trột dạ thẫn thở ra đó, không biết là nên nhận hay là không nhận. Cho đến khi người đàn ông ở trên đỉnh đầu lạnh lùng lên tiếng. Điện thoại của bạn trai cũ không nghe sao? Câu nói đó, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng mộ vi lan lại nghe ra một chút mỉa mai. Tức giận, lập tức nghe máy. Phải đó, giàn chiết dù sao cũng là bạn trai cũ của cô. Phó Hàn Tranh nếu đã không phải là bạn trai hiện tại của cô, không không phải là bạn trai cũ, vậy thì sao cô phải trột dạ chứ? Lẽ nào là vì từng có quan hệ ra thịt với anh sao? Cô quả thực chỉ là quan hệ lên giường với anh. Nhưng người có quan hệ như này với Phó Hàn Tranh lại không chỉ có mỗi mình cô sau khi nghe máy giàn chiết ở bên đó mở miệng nói vi lan hôm qua em nhảy xuống hồ cứu anh không bị cảm lạnh đấy chứ anh đã từ bệnh viện về rồi bây giờ em thế nào anh muốn tới đó thăm em mẫu vi lan theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông đang đọc tài liệu ở bên cạnh hạ thấp giọng nói không cần đâu tôi không bị cảm lạnh anh không cần phải đến thăm tôi đâu vi lan hôm qua may mà có em cảm ơn em nếu không phải là em thì có thể đến bây giờ anh vẫn không nghĩ thông đâu. Vừa dứt lời, Võ Hán Tranh trực tiếp tắt máy đi. Mộ Vi Lan! Cô cướp điện thoại lại, đỏ mặt, chống lại nói. Ai? Ai là người của anh thế? Võ Hán Tranh nhìn thẳng vào cô. Từng lên giường của tôi, sinh con cho tôi, còn không phải là người của tôi sao? Võ Hán Tranh từng bước áp sát, Mộ Vi Lan lùi về phía sau cùng anh lên giường sinh con cho anh chính là người phụ nữ của anh người phù hợp với điều kiện này không chỉ có một mình cô kể cả ngôn hoan không phù hợp điều kiện này vậy hướng nam tây thì sao mẫu vi lan không phải là kiểu người phụ nữ canh cánh trong lòng nhưng cô không chấp nhận được việc giữa phó hàn tranh và hướng nam tây có con vậy hướng nam tây cũng là người phụ nữ của anh cô vẫn chưa hỏi xong thì điện thoại của phó hàn tranh reo lên hai người đồng thời nhìn sang là điện thoại của trưởng mẫu giáo Phó Hãn Tranh nghe máy, "Alo, xin hỏi là bố của Phó Mặc Tranh có phải không?" Phó Hãn Tranh cao mày, "Là tôi đây." Phó Mặc Tranh, "Sao thế?" Cô giáo của trường mẫu giáo vội vàng nói, "Anh có, anh mau đến trường mẫu giáo đi. Phó Mặc Tranh buổi trưa hôm nay ăn cơm xong ngủ một lúc thì cảm thấy cả người không thoải mái. Cô giáo bên phía chúng tôi đã đo nhiệt độ cho con bé thì đã sắp 40 độ, sốt rất cao." Cô giáo vẫn chưa nói xong, Phó Hẳn Tranh liền lập tức nói, "Tôi sẽ đến đó ngay." Phiền cô giáo hãy hạ nhiệt độ cho con bé trước. Vâng, vâng, vâng. Sau khi cúp máy, mộ vi lan lo lắng hỏi. Tiểu đường đậu bị ốm rồi sao? Ừ, sốt rất cao. Tôi sẽ đến đó một chuyến. Tôi đi với anh. Phó hẳn tranh nhìn vào cánh tay bị thương của cô. Cô vẫn là ở đây đợi đi. Mộ vi lan biết mình đến đó không giúp được gì. Nói không chừng còn gây phiền bức cho phó mặc trành. Tuy rằng lo lắng nhưng lại vẫn ngoan ngoãn không đi theo. Lúc phó hàn tranh đến trường mẫu giáo, mặt của tiểu đường đậu đã đỏ bừng cả lên. Bố ơi, đường đậu khó chịu quá. Phó hàn tranh ôm tiểu đường đậu lên, dịu dàng an ủi nói. Cố chịu một chút nữa, bố sẽ đưa con đi bệnh viện, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo phải tiêm. Vừa đến vòng tiêm, tiểu đường đậu liền khóc om sòm. Trên khuôn mặt nhỏ bé, nước mắt chảy dòng rã ôm lấy cổ của phó hàn tranh không buông. Bố ơi, con không tiêm đâu, con sợ lắm. Bố ơi, con không muốn tiêm đâu, đau lắm. Nếu không tiêm thì sẽ không khỏi đâu. Ngoan, tiêm xong bố đưa con đi mua đồ ăn ngon. Bố ơi, con không ăn đâu, con không muốn tiêm. Càng dỗ thì càng không được. Phó Hàn Tranh dứt khoát không dỗ nữa. Trực tiếp giữ chặt cánh tay của đứa bé, nắm chặt lấy đôi chân đang đạp loạn xạ của nó. Bác sĩ, tiêm đi. Bố, bố không yêu đường đậu rồi. Về nhà con sẽ nói với ông nội, nói với mộ mộ, bố bắt nạt con phó hàn tranh không phải là lần đầu tiên đưa tiểu đường đậu đi tiêm vì vậy vẫn là có kinh nghiệm chỉ cần hạ quyết tâm giữ chặt nó một lúc nữa sẽ không sao nữa bác sĩ nữ kéo quần của đứa bé ra một lúc sau liền đưa một ống kim tiêm vào tiêm xong tiểu đường đậu khóc đến nỗi hai mắt đỏ rực con sẽ không yêu bố nữa đâu đứa bé khóc nức nở dùng đôi tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt phó hàn tranh không để ý đến nó ôm nó cầm thuốc bác sĩ đưa cho rồi ra khỏi bệnh viện. tại nhà phó thị trong văn phòng tổng giám đốc Mậu Vì Lan nhớ ra máy tính của mình vẫn ở phim trường cũng không biết là đã rơi hỏng hay chưa. đang muốn đến phim trường để lấy kết quả là cửa của văn phòng vang lên tiếng gõ. có ai ở đây không? là giọng của ngôn hoan. ngôn hoan đẩy cửa bước vào Mậu Vì Lan ngồi đơ ra trên ghế sofa. ngôn hoan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ôm lấy chiếc máy tính bước vào đi đến nói chị mộ Chị không sao chứ Tôi thấy máy tính của chị quên ở phim trường Tôi đoán chị đang ở văn phòng của tổng giám đốc phó Vì vậy liền mang đến đây Màu vi lan vội vàng giơ tay nhận lấy Ngôn hoàn ân cần đặt máy tính lên trên bàn Chị đừng có động đậy nhiều Tôi nhớ vết thương của chị rất sâu Chị cứ ngồi đó là được rồi Tính tình của ngôn hoan rất tốt, mộ vi lan lại được sùng ái mà lo sợ. Cảm ơn cô nhé, vì đã đem máy tính đến cho tôi. Ngôn hoan cười nói. Chị cảm ơn tôi làm cái gì? Tôi là đến để cảm ơn chị đây. Vẫn may là chị ở phim trường chắn một nhát dao cho tôi. Nếu không thì lúc đó nói không chừng tôi đang nằm ở trong phòng phẫu thuật rồi. Vì vậy, đầu bằng tin giải trí ngày mai sẽ là ngôi sao nữ ngôn hoan bị đâm ở phim trường. Nói chung, ân huệ này của chị tôi đã ghi nhớ rồi. Sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Mộ Vì Lan không ngờ rằng ngôn hoan lại bình dị gần gũi như vậy. Cô e ngại, sợ lên cổ. Thực ra tôi chỉ là tiện tay. Đỡ một nhát dao cho tôi, cho dù có phải là tiện tay hay không thì tôi cũng phải cảm ơn chị. Hôm khác tôi sẽ mời chị và giám đốc phó cùng nhau ăn cơm, dẫn theo cả tiểu đường đậu nữa. Trong lời nói của ngôn hoan lại đem cô và phó hàn tranh cùng với tiểu đường đậu trở thành một nhà ba người. Ngôn hoan không phải là thích phó hàn tranh sao? Lẽ nào cô thực sự hiểu nhầm rồi sao? Màu Vi Lan thật thả nói. Cô ngôn, thực ra tôi không phải là bạn gái của Phó Hàn Tranh đâu. Ngôn hoàn tế nhị mỉm cười. Bây giờ không phải, không có nghĩa là sau này không phải. Cố gắng, cố gắng thì sẽ là thôi. Và lại, tôi thấy Tổng Giám Đốc Phó đối với chị cũng không phải là không có hứng thú. Mô Vinh Lan lờ mờ. Cô ngôn, lẽ nào cô không thích... Chắc chị sẽ không nghĩ rằng tôi thích Tổng Giám Đốc Phó đấy chứ. Ngôn hoàn giống như là nghe phải một chuyện cười. Tôi biết rồi, chị chắc chắn là vì nhìn thấy tin đồn sáng nay vì vậy đã hiểu nhầm tôi và tổng giám đốc phó sao có thể chứ ngôn hoan trong đầu bổ sung thêm từ trường của cô và phó hàn tranh hoàn toàn không hợp làm sao có thể giàn sinh ra phản ứng gì chứ vậy cô thân với tiểu đường đậu như vậy tôi thân với tiểu đường đậu là vì tôi vốn dĩ rất thích trẻ con phó hàn tranh với tôi vốn dĩ cũng không phải là quan hệ bạn bè anh ấy là bạn thân của chồng tôi vì vậy, thường xuyên đưa tiểu đường đậu đến nhà chúng tôi chơi. Hai người đàn ông bọn họ nói chuyện, tiểu đường đậu chỉ có thể chơi với tôi. Cứ chơi với con bé như thế, dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Chồng sao? Nữ thần quốc dân ngôn hoan, lại có chồng rồi sao? Mộ vì làn vẫn chưa kịp phản ứng lại, cái thông tin này. Đục ngôn hoan bước đến cửa văn phòng, liền quay đầu lại cười với cô. Đúng rồi, bức ảnh hôm qua, chụp ở quán bar, là tôi muốn tổng giám đốc phó phối hợp với tôi. Tôi và chồng tôi gần đây xảy ra chút vấn đề nên cố tình mượn Tổng Giám Đốc Phó để chút giận. Ngôn hoàn trong mắt của quần chúng là một người đẹp thanh cao lạnh lùng khiến cho người khác vừa nhìn liền sinh ra cảm giác có khoảng cách. Mộ Vi Lan không ngờ rằng cô lại dễ gần như vậy. Tổng Giám Đốc Phó sở dĩ đồng ý phối hợp với tôi. Tôi cảm thấy điểm xuất phát của anh ấy và tôi là hoàn toàn giống nhau. Tuy anh ấy không nói rõ, nhưng buổi tối hôm qua, chúng tôi có thể nhìn ra tâm trạng của anh ấy cực kỳ không tốt. Màu vi lan đơ ra, lẽ nào là vì cô sao? Vì hôm qua cô đã lừa anh sao? Ngôn hoàn và phó hàn tranh thực sự là trong sạch. Vô cớ, màu Vi Lan thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy xấu hổ. Lúc trước, cô còn nghĩ, phó hàn tranh kinh khủng đến như vậy. Tiểu đường đậu khóc cả một quãng đường, đến phó thị tiểu đường đậu đã không còn sức để khóc nữa dần dần dừng lại tiếng khóc đứa trẻ này cái gì cũng tốt chỉ là bị ông cụ làm cho có thói quen xấu vừa khóc liền dỗ càng dỗ thì lại càng khóc to hơn kết quả một thời gian dài cái thói quen này cũng không thay đổi được nữa phó hàn tranh không để ý nó nó khóc một lúc sẽ tự mình dừng lại nếu như dỗ dành nó nó sẽ còn khóc to hơn sau khi phó hàn tranh bế nó vào thang máy, tiểu đường đầu ôm lấy cổ của anh âm ức hỏi, Bố ơi, tại sao bố không dỗ con? Bố không sai, thì sao lại phải dỗ con chứ? Bố bắt nạt con, con đã nói là không tiêm rồi, tiêm rất đau, nhưng tại sao bố lại không nghe chứ? Phó hàn tranh mặt nghiêm nghị, tiêm thì mới giảm sốt, kể cả vừa nãy ông nội con có ở đó thì con cũng bắt buộc phải tiêm. Hơn nữa, ngày mai con vẫn phải tiếp tục tiêm. Con không đâu! Đứa bé lại bắt đầu mở miệng khóc lóc, cho đến khi vào trong văn phòng ở tầng 66, hai bố con vẫn chưa đi đến cửa, mộ vi lan đã nghe thấy tiếng khóc om sòm Cửa văn phòng vừa mở ra, tiểu đường đậu vừa nhìn thấy mộ vi lan, liền chia tay ra muốn ôm lấy mộ vi lan. Mộ mộ, bố cáu con! Mộ vi lan đang định ôm tiểu đường đậu, phó hẳn tranh liền nhìn vào vết thương trên cánh tay trái của mộ vi lan, đột nhiên lạnh lùng nói, đừng để ý đến con bé sao anh lại nổi nóng với con như vậy chứ tiểu đường đậu bị ốm khó chịu lắm rồi anh cáo nó nó sẽ càng khó chịu hơn đấy phó hàn tranh mặt nặng chịu, đặt tiểu đường đậu lên sofa đi đến bàn làm việc để làm việc hoàn toàn không để ý đến con bé con bé khóc rất to lên án nói mộ mộ bố cáo con mộ vì làn vốn dĩ vì hiểu lầm anh còn cảm thấy áy náy với anh nhưng lúc này nhìn thấy anh nổi nóng với tiểu đường đậu như vậy lại nhớ đến anh đối với tiểu hàm tốt như thế có chút tức giận nói đường đậu tuy là con gái nhưng cũng là con gái ruột của anh anh kiên nhẫn với tiểu hàm như thế nhưng đối với đường đậu một chút kiên nhẫn cũng không có sao chính là vì tiểu hàm là con trai là con của hướng nam tây vì vậy anh quá mức thích sao mộ vi lan lạnh mặt lại ôm chặt lấy tiểu đường đậu đi về phía phòng nghỉ ngơi của văn phòng phó hàn tranh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người phụ nữ đó lông mày hơi trao lại anh từ lúc nào mà lại đối với tiểu hàm kiên nhẫn hơn đối với tiểu đường đậu thế chứ? Trong phòng nghỉ ngơi, mộ vi lan ôm tiểu đường đậu, dỗ dành nó một lúc. Người của đứa bé vẫn còn hơi nóng, lại khóc cả một quãng đường, cứ mê man một lúc rồi ngủ thiếp đi, ở trong lòng mộ vi lan. Đợi đến lúc, phó hẳn tranh xử lý xong tập tài liệu, mở cửa bước vào, nhìn thấy mộ vi lan đang ấm áp, nhìn chăm chú vào tiểu đường đậu từ trước đến giờ cô chưa từng dùng ánh mắt ấm áp ấy nhìn anh. Mộ vì Lan nghe thấy tiếng cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, quay đầu lại nhìn anh, mím môi vô cùng nghiêm túc nói. Phó hẳn tranh, chúng ta nói chuyện chút đi. Mộ vi lan bước ra từ trong phòng nghỉ ngơi, tiện tay đóng cửa lại. Phó hẳn tranh từ trên cao nhìn xuống cô, khí chất vốn có của anh đã đủ, còn cộng thêm ưu thế chiều cao. Mộ vi lan chỉ thấy khí thế của cô càng thêm yếu ớt trước mặt anh dường như có thể lơ là không suy nghĩ cô muốn nói chuyện gì với tôi người mở miệng trước là phó hàn tranh màu vi lan hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nói chúng ta tuy là vợ chồng già nhưng anh không thể gạt bỏ sự thật tôi là mẹ ruột của tiểu đường đậu được người đàn ông tiềm tĩnh nhìn cô tôi không hề gạt bỏ cái sự thật này màu vi lan ngưng lại rồi nói tiếp vì vậy tôi cũng có quyền được nuôi dưỡng tiểu đường đậu tiểu đường đậu đối với tôi mà nói là người thân có quan hệ huyết thống duy nhất với tôi trên thế giới này bây giờ giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng vì vậy cô muốn nói cái gì tiểu đường đậu đối với tôi mà nói là duy nhất nhưng đối với anh mà nói thì không phải tôi biết anh thích tiểu hàm hơn anh có thể nhường quyền nuôi dưỡng tiểu đường đậu cho tôi không nói xong câu này mộ Vi lan chỉ cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu lạnh lẽo nghiêm nghị như con dao có Hàn Tranh là người khiến người khác khiếp sợ. Thân phận của anh, khí thế từ lúc sinh ra đã có của anh. Còn cả quyền lực của anh nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Đứng trước mặt một người đàn ông như thế này. Hơn nữa là khi cạnh tranh với anh, một chuyện dường như không có cách nào thắng. Màu vi lan cũng là nơm nớp lo sợ. Càng huống hồ, ánh mắt của người đàn ông nhìn cô lúc này, lạnh lùng sắc bén, sâu thẳm. Nhìn chằm chằm vào mộ vi lan, khiến cho cô nổi cả da gà. Cô nghẹn ngào, cố gắng mở miệng. Tôi biết, điều kiện sống của tôi có thể khiến cho tiểu đường đậu. Chắc chắn không tốt bằng nhỏ phó, nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ tình yêu thương để chăm sóc cho con bé. Tôi... Cô vẫn chưa nói xong, người đàn ông liền ngắt lời. Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ cho cô cơ hội này chứ? Người phụ nữ này bây giờ cứ mở miệng là quyền nuôi dưỡng tiểu đường đậu. Sao nào? muốn đem con gái hoàn toàn rời xa thế giới của anh sao mô vi lan siết chặt bàn tay thành nắm đấm trong lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi tôi đưa tiểu đường đầu đi một là tâm nguyện của tôi sẽ được hoàn thành hai là như vậy cũng có lợi cho anh ồ đưa tiểu đường đầu đi còn là vì tốt cho anh sao người đàn ông im lặng không nói gì một đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu không nói gì cả trong lòng mộ vi lan vừa bồn chồn vừa cứng đầu nói nếu như tiểu đường đậu ở nhà họ phó thì giữa anh và hướng nam tây mãi mãi sẽ có một vách ngăn hơn nữa giữa anh và hướng nam tây còn có tiểu người đàn ông cầm chặt lấy cánh tay của cô ôm cô vào trong lòng bàn tay thon dài nắm chắc vào eo sau của cô cơ thể của hai người giống như dính lại với nhau mà ánh mắt cũng tụ lại một điểm cô nghĩ tôi sẽ vì hướng nam tây mà không cần tiểu đường đậu nữa sao Mộ Vi Lan, có phải cô quá tự cho là đúng rồi không? Tư thế thân mật như vậy khiến cho cô đỏ cả mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi... tôi đây là vì tốt cho anh. Nếu như tôi đưa tiểu đường đầu đi, thì anh có thể đem toàn bộ tình yêu thương cho hướng Nam Tây và... Kể cả cô muốn đưa tiểu đường đầu đi, thì tiểu đường đầu sẽ đồng ý sao? Mộ Vi Lan bỗng run rẩy. Phải, tiểu đường đậu từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ phó ở đây có người thân của con bé có ông nội và bố yêu thương chiều chuộng nó cô đối với tiểu đường đậu mà nói chỉ là một người thân thiết đột nhiên bước vào cuộc sống của nó mà thôi phó hàn tranh nhìn vào bộ dạng cô khăng khăng muốn đưa tiểu đường đậu đi cái ngòi lửa ở trong lòng hoàn toàn bị châm cháy cô đang chìm đắm trong trầm tư khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đột nhiên lại gần cô vẫn chưa kịp đẩy anh ra đôi môi bỗng nóng lên người đàn ông chiếm lấy môi cô mềm mại Mộ Vi Lan định đẩy anh ra. Ai ngờ người đàn ông này nâng cả người cô lên, đè cô lên trên bàn làm việc. Đôi môi mỏng của người đàn ông đè lên môi của cô, từng câu từng chữ lên tiếng. Cô muốn đưa tiểu đường đậu rời ra tôi, rời xa nhà họ phó. Chuyện này, cô đừng có hỏng. Đợi đến lúc, Mộ Vi Lan ý thức được cơn giận dữ của phó Hàn Tranh, người đàn ông đã dùng lực cắn một cái lên trên cổ của cô vào lúc người đàn ông muốn lột quần áo trên người cô ra cô hoàn toàn hoảng loạn phó hẳn tranh không được đâu đây là phòng làm việc người đàn ông lạnh lùng nhìn cô lần trước ở văn phòng không phải cô rất nhiệt tình sao ánh mắt sâu lắng của anh đem theo sự chế giễu và dị nhục lần trước là vì bị ma nhập nhưng lần này không tình nguyện cảm giác chuyện này hoàn toàn biến chất rồi một vi lan càng thêm kháng cự tôi không muốn anh bỏ tôi ra Động tác của Phó Hàn Tranh vô cùng mạnh mẽ, anh trước giờ đòi lấy tùy tiện, đồ vật muốn có, người muốn có mà vẫn chưa có được thì lòng cao ngạo và tôn nghiêm trời sinh của anh không cho phép anh thất bại bất kỳ người nào và việc gì, những thứ không đạt được vậy thì phải tiêu diệt. Mộ Vi Lan, nhân lúc tôi vẫn còn hứng thú đối với cơ thể của cô thì hãy khiến cho tôi vui vẻ, nói không chừng sau này tôi sẽ để cho cô nhìn ngó tiểu đường đậu nhiều hơn đấy. Mộ Vi Lan tức đến bật khóc, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh lấy tiểu đường đậu ra để ép cô, cô vừa rơi nước mắt, vừa run rẩy bắt đầu cởi cúc áo của mình ra. "Chẳng phải anh muốn này sao? Dù gì thì tôi cũng không còn sạch sẽ nữa rồi, có cho anh thêm mấy lần nữa thì cũng chẳng sao cả." "Không sạch sẽ sao? Cô cho rằng lên giường vài lần với anh là không sạch sẽ rồi sao?" Phó Hàn Tranh nổi cơn tức giận, hoàn toàn mất đi hứng thú cho đến khi mộ vi lan hai tay chủ động ôm lấy cổ anh phó hàn tranh liền cho mày tức giận hất tay của cô ra mộ vi lan không hề phòng bị cộng thêm cả không có điểm chống đỡ bị anh đẩy như vậy ngay lập tức cả người ngã từ trên bàn làm việc xuống đất hai tay theo phản xạ dạ chống xuống đất cánh tay bị thương kia đập xuống đất vết thương cứ như thế mà bị va đập mạnh đau đến nỗi khiến cho toàn thân cô tê liệt vết thương đó ngay lập tức hở ra máu chảy nhuốm đầy ra tấm băng gạc Phó Hàn Tranh nhìn thấy vậy, muốn cúi người ôm cô lên, nhưng lại vì cơn tức giận trong lòng mà kìm nén lại. Mẫu Vi Lan hai mắt đỏ hoe, vịn vào bàn, khó khăn bò từ dưới đất lên, vào lúc cô bỏ quần áo lại rời đi. Phó Hàn Tranh cuối cùng cũng không chịu được, liền kéo cô vào trong lòng, rồi giữ chặt cô lên trên sofa. Cô bị giam cầm dưới người anh, bộ dạng bất lực đáng thương đó, nhìn Phó Hàn Tranh một cách bực bội, không vui vẻ. Nhưng lại cũng có cảm giác trái tim bị túm lại. Cô ở bên cạnh anh, hoàn toàn là vì tiểu đường đậu sao? Phó hắn tranh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước đó một hồi lâu, cuối cùng vẫn là thả cô ra, mím môi lại, không lạnh không nóng nói. Nếu như đã muốn xóa sạch giới hạn với tôi, cô cứ quần áo sọc sạch đi ra từ văn phòng của tôi như thế. Cô nghĩ người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Mộ vi lan càng thêm ấm ức, giờ tay lau đi nước mắt nói. Cùng lắm thì tôi từ chức không làm nữa. Mộ Vi Lan, cô có thể có chí khí một chút không? Phó Hàn Chanh bóp chặt vào cổ tay của cô, cho mày nhìn cô. Cô nghẹn ngào nói, tôi chính là không có chí khí đây, tôi chính là rất uất ức. Đến cả quyền lợi muốn ở cùng đứa con gái ruột của tôi cũng không có. Tôi nói không cho phép cô ở cùng với tiểu đường đậu từ lúc nào thế? Người phụ nữ này là tiểu học ngữ văn, học không tốt sao? Sao lại luôn hiểu sai ý của anh thế chứ? Anh vừa mới nói, Mộ Vi Lan muốn phản bác, người đàn ông liền ngắt lời cô, "Cô muốn đưa Tiểu Đường Đậu đi? Thứ nhất, tôi không cho phép, thứ hai, ông cụ Tết không cho phép cô đưa Tiểu Đường Đậu đi đâu." Mộ Vi Lan bỗng rên rỉ, "Anh đây không phải là không chịu để tôi, nhưng cô có thể ở lại nhà họ Phó với thân phận làm mẹ của Tiểu Đường Đậu." Mộ Vi Lan hoàng hốt, đầu óc hoang mang, không quá hiểu ý của anh nói, "Nhưng tôi không thể mãi mãi ở lại nhà họ Phó." phó hàn tranh đột nhiên áp sát lại cô hơn ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt cô mộ vi lan hình như cô vẫn chưa hiểu rõ quan hệ của chúng ta thì phải cô rất mơ hồ miệng theo phản dạ nhảy ra một câu nói chúng ta chẳng phải chỉ là quan hệ bạn cùng lên giường câu nói này vẫn chưa nói hết ánh mắt nhìn cô của người đàn ông bỗng nhiên trở nên âm u lạnh lẽo cô vừa mới nói chúng ta là quan hệ gì bạn cùng lên giường sao mộ vi lan cứng hỏng lại Bị ánh mắt u ám của anh làm cho hết hồn. Phó Hàn Tranh siết chặt lấy cầm của cô, lạnh lùng một tiếng. Sao nào? Cô thích làm tình nhân như vậy sao? Sự chế diễu trong mắt anh hoàn toàn thấy hết. Làm tình nhân, dù sao cũng biết nịnh nọt kim chủ. Mộ vi lan, cô biết không? Trừ phản kháng anh, ngỗ ngược anh, chọc tức anh thì còn biết làm cái gì nữa chứ? Người đàn ông thả tay ra khỏi cầm của cô, giống như chán ghét cô. Cô cứng đơ nằm trên sofa, chỉ nhìn thấy phó hàn tranh đứng dậy đi lấy hộp y tế mang đến người đàn ông ngồi bên cạnh cô trao mày lại khuôn mặt lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận và ân cần Phó hàn tranh tháo băng gạc trên cánh tay của cô ra sẽ hơi đau đấy cố nhịn một chút sau khi ném xuống câu nói này người đàn ông bắt đầu giúp cô lý máu và vết thương mộ vi lan đau đớn co rúm lại phó hàn tranh không để cô co rúm giữa chừng liếc nhìn cô vài cái Mộ Vi Lan cẩn thận, dè dặt nhìn trộm người đàn ông đang bôi thuốc cho cô. Đau đến nỗi nước mắt không kìm nén được mà phải chảy ra, sụt xịt mũi hỏi. Phó Hàn Tranh, sau này anh có thể cho tôi thường xuyên đến thăm tiểu đường đậu không? Tôi sẽ không làm phiền đến anh vào hướng Nam Tây đâu. Tôi có thể đưa tiểu đường đậu ra ngoài chơi. Người phụ nữ này trong đầu rốt cuộc là chứa cái gì vậy chứ? Người đàn ông đột nhiên mạnh miệng. Một tay một vi lan đau nhức xoa xoa. Phó Hàn Tranh, anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Cô chỉ phương diện nào? Đến lúc này rồi mà người đàn ông này vẫn còn treo đùa được. Đương nhiên là động tác của anh. Anh làm tôi đau quá. Vừa dứt lời, con mắt sâu đèn của Phó Hàn Tranh đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là lời nói theo nghĩa bình thường. Sao lại biến thành có nghĩa khác rồi? Cô vừa khóc, mặt vừa đỏ cả lên, Tâm trạng của Phó Hàn Tranh vô cớ lại trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí có dấu hiệu âm u chuyển nắng. "Lần sau tôi sẽ chú ý, không làm đau cô." Câu nói không làm đau cô cuối cùng đó mang một ý nghĩa khác. "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đây, sau này anh đối với tiểu Đường Đậu có thể có kiên nhẫn hơn một chút không? Nó là đứa bé gái lúc nhỏ lại thiếu tình yêu thương của mẹ, tâm tư rất yếu đuối, sau này anh có thể ít cáu gắt với nó một chút không?" Mỗi lần Phó Hàn Tranh cáo gắt với tiểu đường đậu, bộ dạng ấm ức đứng ở một bên lau nước mắt của tiểu đường đậu, khiến cho mộ vi lan cảm thấy rất đau lòng. Phó Hàn Tranh cảm thấy anh bây giờ, trong mắt của người phụ nữ này, anh đã trở thành một kẻ độc ác hay ngược đãi trẻ con rồi. Tiểu đường đậu, từ nhỏ đã bị ông cụ chiều hư rồi, cáo kỉnh thì càng dỗ càng mãnh liệt. Tôi vừa mới cáo với nó là muốn nói cho nó biết, tôi ép nó tiêm là vì nó bị sốt cao, nó không hiểu. Vì vậy tôi mới cáu gắt nó. Lúc này nếu như dỗ dành nó thì nó sẽ càng khóc to hơn thôi. Lại càng thêm được đà lấn tới. Mộ Vì Lan đơ ra vài giây. Vì vậy anh vừa rồi là đang dạy dỗ nó sao? Mà không phải là vì không có kiên nhẫn cáu gắt với tiểu đường đậu của cô. Phó Hàn Tranh băng bó vết thương cho cô xong liền đứng dậy nhìn chăm chú vào cô. Tiểu đường đậu không chỉ là con gái của cô cũng là của tôi. Tôi không hy vọng nó trở thành một đứa trẻ xào quyệt. Thậm chí anh so với cô càng phải chú ý đến tiểu đường đậu hơn. Đương nhiên, tiểu đường đậu có trong người gen của anh, thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ không trở thành một đứa trẻ giàu quyệt được. Tiểu đường đậu là con gái, phó hàn tranh bình thường rất nuông chiều nó, nhưng có những chuyện vẫn nên dạy dỗ. Phó hàn tranh cũng sẽ không ăn bớt ăn xén, vào lúc nên hạ khắc thì bắt buộc phải đỏ mặt. Lúc này mộ vi lan cũng bừng tỉnh hơn rất nhiều, hơi cúi mặt xuống, có chút ăn năn nói Tôi xin lỗi Tôi hiểu nhầm anh rồi Bởi vì tôi tưởng rằng anh sẽ thích tiểu hàm hơn Vì vậy mới đối với tiểu đường đậu Đối với tiểu hàm tốt Là vì tôi có lỗi với anh trai tôi Nhưng tôi không cho rằng Tôi ở trong bất kỳ phương diện nào Lại biểu hiện tốt với tiểu hàm hơn đối với tiểu đường đậu Tiểu đường đậu dường như là do anh nuôi lớn Nhưng từ trước đến giờ Anh chưa hề nuôi nấng tiểu hàm Anh chỉ là chú của tiểu hàm mà thôi cô cắn chặt môi vậy vậy thì tôi yên tâm rồi anh có thể đối xử tốt với tiểu đường đậu thì không còn gì tốt hơn phó hàn tranh không biết là nên cười hay là nên tức giận nhìn cô cô yên tâm cái gì chứ yên tâm xong rồi thì muốn rời xa anh và tiểu đường đậu sao kể cả sau này anh và hướng nam tây có chính thức ở bên nhau cũng sẽ không giảm đi tình yêu thương đối với tiểu đường đậu đúng chứ phó hàn tranh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhắn toàn là nước mắt của cô một hồi lâu mới từ từ lên tiếng. Mộ Vi Lan, tôi thấy trong đầu của cô một nửa là mì, một nửa là nước đây. Ý của anh nói, trong đầu của cô là một mớ hỗn độn. Tôi nói, tôi muốn ở bên hướng Nam Tây lúc nào thế? Dựa vào trí tưởng tượng của cô, không đi viết tiểu thuyết cũng thật là đáng tiếc. Nhưng mà, nhưng mà anh và hướng Nam Tây... Người đàn ông gượng hỏi, tôi và hướng Nam Tây thì làm sao? Hai người lúc đầu sinh tiểu hàm ra lẽ nào không phải là vì anh yêu. Phó Hàn tranh cho mày lại. Cô nói cái gì cơ? Cô vẫn luôn luôn nghĩ rằng tiểu hàm là con của anh và hướng Nam Tây sao? Mộ Vi Lan vẫn chưa ý thức được mình đang nói cái gì. Mở đôi mắt ra nhìn anh. Tiểu hàm, thằng bé không phải là con trai của anh và hướng Nam Tây sao? Em hy vọng, anh và hướng Nam Tây có con như thế sao? Mộ Vi Lan sững sờ Tiểu hàm không phải là con của anh và hướng Nam Tây sao? Phó Hàn tranh nhíu mày, đưa tay lên và đập vào chán cô. Em nghĩ anh là người như thế nào chứ? Hướng Nam Tây là vợ của anh trai anh. Anh làm sao có thể có con với cô ấy được? Thật sao? Tâm trạng của Mộ Vi Lan thay đổi nhanh chóng. Cô nhìn thẳng vào anh, thấy Phó Hàn tranh gật đầu. Cô vui mừng đến mức như thể có mấy con thỏ đang nhảy lên nhảy xuống trong lòng cô vậy. Trên thực tế, cô cũng nhón chân lên và ôm cổ anh. Phó Hàn Tranh giật mình vì cái ôm bất ngờ này. Vài giây sau, Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của mộ vi lan. Mộ vi lan tựa cầm vào vai anh. Một lúc sau, cô mạnh dạn nói với Phó Hàn Tranh. Trước đây, em đã hiểu lầm anh. Phó Hàn Tranh, em xin lỗi. Người đàn ông đẩy cô ra một chút, nhưng tay anh vẫn vòng quanh eo cô. Anh nhìn cô với ánh mắt đen sâu thẳm. Anh không chấp nhận Lời xin lỗi xuông, anh thích thực tế hơn một chút. Cô đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nhưng vết thương trên cánh tay của em vẫn chưa khỏi. Làm chuyện này, không cần phải dùng đến tay của em. Lẽ nào Phó Hàn Tranh có sở thích bắt nạt người bị thương sao? Đôi môi của mộ vi lan khẽ co giật, tay cô cũng đỏ ửng lên, nhưng cơ thể cô lại rất thành thật. Cô lại gần anh, nhắm mắt và ngước mặt lên, chờ đợi nụ hôn đó. Nhưng mà đợi một lúc lâu, nụ hôn đó cũng không thấy đâu. Bàn tay đặt trên eo cô cũng buông ra. Khi cô mở mắt ra, cô nhìn thấy người đàn ông nhìn cô với nụ cười trêu chọc. Em vội vàng như vậy sao? Anh... anh mới vội vàng đó. Rõ ràng là anh nói anh thích xin lỗi thực tế hơn, bây giờ lại trêu chọc cô. Cô tức giận quay người đi. Phó hẳn tranh kéo cô lại, đặt tay lên môi mình, ý định rất rõ ràng. Khuôn mặt của mộ vi lan nóng bỏng, cô lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên và hôn lên đôi môi mềm mỏng của anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại khiến Phó Hàn Tranh rất thích thú. Cảm giác mơ hồ không thể nói ra được nên lời. Cách lần trước, Phó Hàn Tranh yêu đương đã là 10 năm trước. Khi anh còn học đại học, Phó Hàn Tranh đã sớm quên mất cảm giác yêu. Hơn nữa, khi anh yêu, anh lý trí và điềm tính hơn những người khác sẽ không bao giờ mất kiểm soát nhưng mà cảm giác mộ vi lan mang lại cho anh là cảm giác mà trước đây chưa có người phụ nữ nào từng mang lại cho anh cảm giác ấy. Cảm giác này làm cho khoảng trống trong trái tim anh được lấp đầy. Thậm chí chỉ với một nụ hôn đơn giản cũng có thể khiến trái tim anh tràn đầy. Thấy anh chăm chú nhìn mình, mộ vi lan nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ tại sao em lại chắc chắn Tiểu Hàm là con của anh và hướng Nam Tây như thế chưa? Nhắc đến chuyện này, Mộ Vi Lan tức giận và cau mày. Là hướng Nam Tây đưa cho em một bản báo cáo DNA của anh và Tiểu Hàm. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng nên em đã tin. Nói xong, cô nhìn ánh mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh vô thức rụt cổ lại. Cũng không thể trách em hiểu lầm anh được. Em không ngờ hướng Nam Tây sẽ làm bàn giám định DNA giả. Em vì chuyện này mà không chịu kết hôn với anh sao? Mộ Vi Lan mím môi nói. Cũng không phải là tất cả Em cảm thấy anh muốn kết hôn với em chỉ là bởi vì tiểu đường đậu và sự hối thúc kết hôn của bố anh, anh không hề quan tâm đến việc người kết hôn với anh rốt cuộc là ai. Mặc dù chúng ta đã có tiểu đường đậu, nhưng dù sao thì giữa anh và em vẫn chưa hiểu nhau hết. Em thậm chí còn không rõ sở thích của anh. Hồn nhân là một điều rất thiêng liêng, em không muốn vội vàng như thế. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt của Võ Hàn Tranh rơi xuống chiếc cổ của cô. Em chỉ cần nhớ, sở thích trên giường của anh là được." Mộ Vi Lan lập tức đỏ mặt, cô đập vào ngực anh, "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đây." Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô và cúi xuống nhìn cô chằm chằm, "Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em." Mộ Vi Lan biết rằng Phó Hàn Tranh có hứng thú với cơ thể của cô hơn, lý do khiến cô chán ghét trước đây là vì cô cảm thấy anh có mối quan hệ không rõ ràng với hướng nam tây, nhưng mà bây giờ đã giải thích rõ ràng rồi cô biết anh và hướng nam tây không có gì cả nên cô cũng không còn bài xích anh nữa dù sao thì người có quan hệ thể xác với anh bây giờ chẳng phải cũng chỉ có một mình cô hay sao mộ vì làn tự khinh bỉ chính mình trong lòng không ngờ cô lại muốn dùng thân thể để quyến rũ tâm hồn của phó hàn tranh nhưng cô không phải là loại con gái ngồi yên chờ chết cô thực sự đã thích phó hàn tranh và còn có một cô con gái với anh Cô đương nhiên phải dành phần tình cảm này cho chính mình. Phó Hàn Tranh, chúng ta có thể từng bước đến với nhau như một cặp đôi bình thường không? Thấy anh nhíu mày, Movi Lan lập tức giải thích, "Tất nhiên, không phải là em muốn anh theo đuổi em. Em biết bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn đi vào trái tim của anh, nhưng anh có thể cho em một cơ hội không?" "Cho cô cơ hội sao? Cơ hội anh cho cô còn ít sao?" Phó Hàn Tranh nhìn cô, không nói một lời. Mộ vi lan nhân cơ hội nói, anh không nói, nghĩa là anh đồng ý rồi nhé. Sau khi bày tỏ tâm ý của mình, mộ vi lan cảm thấy rất hạnh phúc. Khi phó hàn tranh đi họp, cô vào trong phòng nghỉ ngơi để chăm sóc cho tiểu đường đậu. Trong đầu cô luôn nghĩ về phó hàn tranh. Trước đây, mặc dù cô biết mình thích phó hàn tranh nhưng cô không dám đối mặt với trái tim của mình. Bây giờ mọi chuyện lại thành toàn cho cô. Nghĩ đến dáng vẻ chủ động của mình vừa nãy, cô đưa tay lên che khuôn mặt nóng bỏng của mình. Chết tiệt, liệu con gái quá chủ động có thể hiện mình nông nổi quá không? Dáng vẻ theo đuổi vừa nãy của cô, mặc dù Phó Hàn tranh không nói gì, nhưng trong lòng anh ấy liệu có coi thường cô hay không? Cô nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Diệp Quả. "Cậu nói xem, phụ nữ theo đuổi đàn ông có quá vội vàng không?" Diệp Quả trả lời rất nhanh, "Cái gì vậy? Cậu đang theo đuổi ai thế?" Mình mình không theo đuổi ai cả, chỉ là tình cờ hỏi thôi." Diệp Quả trả lời, "Trước đây đều là đàn ông theo đuổi mình, nhưng mà lần này là mình theo đuổi kỳ ngạn lễ." Thành thật mà nói, con gái thực sự không thể quá chủ động. Mình cảm thấy, mặc dù hiện giờ mình là bạn gái của anh ấy, nhưng mình lại không cảm nhận được sự quan trọng. Nó không giống như trước đây, bạn trai cũ của mình tối nào cũng gọi điện cho mình, nhưng mà người này cả tuần cũng không thèm gọi cho mình một cuộc điện thoại, buồn lắm. Mộ Vi Lan không hiểu. Chẳng phải mọi người thường nói rằng phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ cách một lớp màn hay sao? Đó cũng phải phụ thuộc vào đối tượng là ai chứ? Nếu đối phương là một tảng đá băng không nóng thì sao? Tảng đá băng? Phó Hàn Tranh hình như là như vậy. Tâm trạng vui vẻ của Mộ Vi Lan trùng xuống. Diệu Quả lại nói. Nhưng mà để đối phó với tảng băng lạnh vẫn còn một cách. Cách gì? Mạnh mẽ tiến tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Vợ yêu của Tổng Tài, tác giả Nguyệt Tiểu Tây qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.